Em quay số vào tình trạng mặt nhé. Mình không cần phải loay đâu, chị biết rồi. Đây. Đây, theo ngón tay chị nhé, ngón tay, ngón tay chữ. Dạ. 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 Dơ không nọ bà còn phải đi xin để uống mạ mà. Này hỏi chỗ xin. 250 cái 200 lấy đâu gì? Hả? Lấy đâu lấy? Thu chỗ á? Ơi. Thật đấy. Chắc lại đàn đúng rồi. Ơ Huyền ơi, Huyền có hoa quả Hàn Quốc à? Thế không bảo gì? Không biết giới thiệu nhỉ? Chị Linh thấy đủ gần đi. Gần gần nữa. Đủ thôi, chị thấy đủ rồi thôi. Đó, để gần thêm một tấm đấy. Để mà mày nó dễ đi lại. Gần quá nữa không đi được. Gần nữa nó mờ. Mờ. Chịu khó di chuyển lại để nó bắt nét. Nó cứ mờ mờ ảo ảo. Hôm nay ở trong đèn sinh ấy, một nhóm đến check in ấy. Ui, có bọn nào nó mặc đồ áo dài đẹp dã man chị. Tựa tựa như cái áo đỏ lần trước chị mặc ấy, mà đẹp hơn một tí. Thì đẹp hơn một tí. Nó mỏng quá, còn mỏng. Dạ. Nó toàn đeo khẩu trang. Check in nó phải bỏ chứ. Lúc check in mình không ở đấy mới đâu. Cái lúc người ta đeo khẩu trang thì mới tiến lại gần nói chuyện được, chứ người ta không đeo khẩu trang thì thành ra vô duyên. Bây giờ mà tiếp xúc với người lạ không đeo khẩu trang không ai người ta nói chuyện này. Đúng không? À? Kiên rồi. Quái kẹo sâm. Hết rồi em ạ, giờ thì ngoan cho chị. Không phải cưới cho chị. Nhà cho em mấy quái kẹo sâm. Cho bốc mấy cái kẹo. Cho Vân với cậu Sâm.
cho cây son ở trên bàn, cây son dưỡng môi ở trên bàn này mẹ ơi. Trên bàn đây này, màu trắng trắng ngánh ngánh ở đây nè. Đấy. Đấy, ở trong bên tay phải của mẹ. Đấy, đấy, đấy. Đấy, cho hẳn cây son nhé. Ok nhé. Xin được là về. Ơi. Ừ, thế của hội thoại. Ừ. Đang làm hộp cà phê Hàn này ngon mà. À, chị Linh nào uống thử cà phê thảo mộc không chị? Không, chị không thích uống cà phê. Nó bị cà phê nhưng mà không bị mất ngủ. Ừ, cái này toàn đỏ mắt đấy nhỉ. Thế, lúc em tháo cái đèn ra. Cái đoạn đèn ấy nó bị bắn ít máu lên rồi không? Cứ mất sơ lâu hơi qua đấy. Sao chị Linh đổ mồ hôi? Đâu? Nơi chỗ nào mà bảo tao đổ mồ hôi? Cái đoạn từ rìa Thái Dương ấy. Tóc á? Mày nhìn tóc gì? Hả? Thế ra chị bóng. Tại không chịu mày ấy. Ra chị bóng. Nghe là chẳng hả? Bao giờ mình về Tết hả Huy? Em á? Ừ. Chưa có lịch nữa. Giờ em đang xem gió để em có đi ăn cơm ở đây không? Ừ. Mày ăn cơm đây nhà chị ăn tạ à? Mày có anh Tâm rồi. Có tuổi nhà chị hơi ít thì. Sao em cũng ăn cơm đây? Người ta làm xong người ta về cứ phải ăn cơm. Mỗi tuổi nhà chị hơi ít thì mẹ ạ.
Mày có biết là muốn gọi mày đầy lúc thì mày đi làm không? Xong rồi chỉ có cái lúc đến bữa ăn cơm thì gọi vào, chỉ thấy trực cơm chính ấy. Làm dưới đâu chỉ thấy trực cơm ấy. Ơ, cái quả thủ là quả gì? Phật thủ. Quả đấy có ăn đúng không? Không. Nhưng gần nay không biết quả Phật thủ. Đau thật, em bị lừa. Cái quả này đắt thật chứ. Nhưng nó quả nhìn đẹp nhỉ? Em hỏi quả đấy có ăn được không ấy? Thì mới bảo đấy, bảo ăn được. Xong rồi em bảo là... Ui, cái nhạc này đây. Tắt ngay. Cái nhạc nào cũng chưa. Không phải là dính bản quyền đấy. Hiểu không? Phải để nói nữa. Chị tưởng mà nhanh hiểu thế. Hỏi xem bà có nhà không hay bà lại đi đăng lại để bà gọi nhé. Nhà nước ngoài hay dính bản quyền lắm ấy. Nó sẽ có một đoạn tí tí không được gì. Ok chị. Sao? Dưới hay trên? Trên. Sao? Bẩn như nào? Mẹ dành nữa. À, chồng con đón hai thằng bé con xuống đấy, mẹ tắm rửa hộp con ấy. Đông hết cho con xuống nữa. Bác phải xúc 5G là gì ạ? Bác phải là bắp cải su hào. Em vào cái 204 ấy. Thế thôi cứ vắt xuống đấy nhá, để tí nữa con xuống con thay tắm rửa cho nó cũng được, đỡ phải đi đi lại lại. Nhá. Ơ nhờ bắp cải su hào là ai đánh? Thằng đu đủ nhà em ấy. Lúc... Chính là mở cửa ấy, mở cửa đặt. Thế là từ lúc đấy mọi người thằng gọi nó là đu đủ. Làm sao hả em? Cái gì bóng rồi? Nâu bóng rồi. Thái Bình mà. Thái Bình nhưng bà đi tạm mộ xong rồi về liền. Thì quà? Quà tạm mộ. Có xôi gấp là lát lên gác đem cho bên cửa.